Giới tử vi tiên tri học dự đoán rằng tử vi của tuổi Kỷ Mùi 1979 trong tháng 6 âm lịch năm 2022 bất ngờ trúng số giàu to, mua nhà rộng, sắm xe sang, tiền tiêu bảy đời không hết. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi tuổi Kỷ Mùi trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần trong chuyên mục tử vi của 12 con giáp. Và lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị chúng ta gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, giới tử vi tâm linh học nhận định rằng tuổi Kỷ Mùi là một trong những con vật thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Những người tuổi Kỷ Mùi thì không những tài giỏi, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha và luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn. Những người tuổi Kỷ Mùi thì rất ham học hỏi và họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức khá sâu rộng, hiểu biết nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Và không chỉ như vậy, họ luôn là người lúc nào cũng mang lại niềm vui và tiếng cười cho mọi người xung quanh. Vậy nên trong tháng 6 âm lịch này, họ là những người được rất nhiều quý nhân và những con giáp khác cực kỳ là ủng hộ nhiệt tình. Trong tháng này, họ là một trong những con giáp cực kỳ may mắn, được thần tài chiếu cố, thần vật độ mạng, ban phát tài lộc và hóa giải vận xui, giúp cho những quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mùi chúng ta có thành công rực rỡ trong tháng này. Và thưa quý vị, trong tháng này thì cũng mang lại cho những gia chủ ở tuổi Mùi cơ hội đổi đời. Và nếu như họ chỉ cần biết nắm bắt chính xác thì chỉ sau một đêm cũng giúp cho những người này đổi vận, bước sang một trang mới của cuộc đời. Và trước khi bước vào nội dung chi tiết thì quý vị đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn chuông thông báo và đăng ký kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, mệnh thiên thượng hỏa, tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng đôi khi thiếu suy nghĩ và dễ làm mất lòng người khác. Bản chất tốt, không có tâm cơ, cũng chẳng bao giờ có ý làm hại hay đặt bẫy ai. Người này luôn sống hết mình với bạn bè nên có mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè yêu mến và kính trọng. Cuộc đời của những người tuổi Kỷ Mùi có quý nhân nâng đỡ tương trợ khá nhiều, con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn, có thể coi là bình an thuận lợi. Nữ mệnh tính tình hiền dịu là mẫu dâu hiền vợ thảo điển hình, họ thường có phúc tướng, vượng phu ích tử, được nhiều người yêu thương. Có điều người tuổi Kỷ Mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng nên sửa đổi điều này thì bạn sẽ trở nên hoàn thiện hơn. Sức khỏe thì chủ yếu là do áp lực quá lớn khiến cho tinh thần căng thẳng, nên học cách thả lòng mình và có thể đi du lịch để giải tỏa tất cả những áp lực, lấy lại tinh thần rồi quay lại cuộc sống bình thường. Người tuổi Kỷ Mùi sẽ trải qua một tháng có nhiều vất vả trong công việc làm ăn, tuy nhiên đối tượng làm công ăn lương ít bị ảnh hưởng hơn làm tư hay làm chủ. Tuy bận rộn vất vả nhưng đổi lại phương diện tài chính cũng được củng cố khá vững, tiền bạc chi tiêu khá thoải mái, đủ cho các chi phí sinh hoạt gia đình hay công chuyện hùn hạp làm ăn. Về sức khỏe, chú ý nhiều đến vấn đề ăn uống, đề phòng gan phải hoạt động quá tải khiến cho chức năng đào thải độc tố trong cơ thể bị trục trặc là tiền đề gây ra các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan. Xét về thiên can, Kỷ âm thổ gặp đinh âm hỏa nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, các quý vị gia chủ Kỷ Mùi cần phải hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần phải chú ý có tiểu nhân ganh ghét quấy phá công việc cũng như là gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này dù phải chịu sự đốc thúc quản lý khá chặt chẽ của cấp trên, khiến cho bạn cảm thấy khá mệt mỏi và áp lực, nhưng đây cũng chính là cơ hội để bạn khẳng định bản thân, chạm tay vào cơ hội được thăng chức, tăng lương. Người làm công ăn lương có thể vượt qua được khó khăn, chinh phục mục tiêu đã đề ra nhờ vào sự ủng hộ giúp đỡ của đồng nghiệp. Trong khi đó, người làm đầu tư kinh doanh có thể giữ được quan hệ với những đối tác triển vọng, cùng nhau làm ăn có lợi. Có điều người tuổi này cần phải lưu ý đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý là hơn, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình là hơn, đừng lo chuyện bao đồng, dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động của bạn đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn và thậm chí là khiến bạn vướng vào rắc rối phiền phức không đáng có. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an.
Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính về cơ bản là tốt trong tháng này, cơ hội thăng chức tăng lương cũng giúp bạn nâng cao mức sống, có một khoản tiền dư giả để tiết kiệm đầu tư hoặc mua sắm những vật dụng cần thiết trong gia đình. Tuy nhiên bạn cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài, nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm đó chính là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng này, tình hình sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu suy giảm nhẹ do ảnh hưởng của những khó khăn vất vả mà cuộc sống đem lại. Công việc có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng của bạn. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập, các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt xảy đến với sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Các quý vị gia chủ Kỷ Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Do được nhiều sao chủ về đào hoa chiếu mệnh, gia chủ trở nên đào hoa hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đây. Bạn có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ, ái mộ đến từ bạn bè hoặc đồng nghiệp. Nếu là người đã lập gia đình hoặc đối tượng tiếp cận với bạn đã là người đã có gia đình thì tốt nhất nên chủ động tránh xa, đừng để nên chuyện thị phi. Và nếu biết quan tâm chăm sóc lẫn nhau thì những người đã có gia đình, có cặp có đôi thì vẫn luôn duy trì được một mái nhà ấm áp, hạnh phúc. Hãy thường xuyên trò chuyện để thấu hiểu suy nghĩ của nửa kia. Là người độc thân thì có thể tìm được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu lứa đôi, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng chính là sức hút mà bạn không thể nào chối từ. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Sửu, có nạp âm Tang Tráng Mộc. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 6 năm 2022, tức ngày 11 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Sửu, có nạp âm Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 6 năm 2022, tức ngày 23 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Sửu, có nạp âm Sản Hạ Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 6 năm 2022, tức ngày 4 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Ngọ, có nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 6 năm 2022, tức ngày 16 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ.
ngày âm lịch ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay là những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy gia cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình, cũng như là chúng ta biết được mình sẽ cần phải chuẩn bị và làm những gì để có được một tháng 6 thật sự may mắn và thành công rực rỡ. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.